Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 2020. Đến với VTV sáng nay là lễ tưởng niệm lần giỗ thứ 30 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, phần 3 và phần 4. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 3. Để thay đổi không khí, xin mời quý vị nghe bài thơ Anh hùng vô danh của Đặng Phương Nguyễn Ngọc Huy qua giọng ngâm của anh Nguyễn Xuân Thưởng, tiếng đàn của giáo sư Kim Oanh, tiếng sáo Vũ Phương. Sau đây là một người thuộc thế hệ hậu bối khác trong vùng. Hoạt động không ngừng nghỉ qua nhiều lĩnh vực, từ truyền thông đến giáo dục, chính trị. Xin mời anh Nguyễn Thành Công. Thế hệ chúng tôi sanh ra khi đất nước chia đôi và rồi phải xa quê cha đất mẹ khi bước vào tuổi trưởng thành. Chúng tôi đã trải qua một thời niên thiếu trên quê hương trong bối cảnh tan tác của chiến tranh, nhưng không có cơ may để được sự hướng dẫn từ học đường hay từ các bậc đàn anh, đàn chị đi trước để hiểu được tại sao quê hương mình phải gánh chịu sự tàn phá của chiến tranh.
ai gây ra chiến tranh, tại sao dân quân miền Nam phải chiến đấu, hay tại sao dân tộc Việt Nam vốn hiếu hòa nhưng phải gánh chịu nhiều đau thương, bất hạnh. Sau biến cố tang thương năm 1975, quê hương không còn chiến tranh, nhưng lịch sử Việt Nam bước vào một giai đoạn đen tối, hủy hoại cùng cực dưới chế độ Cộng sản Việt Nam nằm trong sự sai khiến của Trung Cộng. Trên xứ người, thế hệ chúng tôi bước vào ngưỡng cửa đại học và lập thân, nhưng vẫn không quên quê hương mà từ đó ra đi. Hòa cùng mảnh nước trong bối cảnh nghiệt ngã quốc phá giao vong, anh chị em chúng tôi trong mọi hoàn cảnh và khả năng, cố gắng làm tròn bổn phận người con dân đất Việt, dìu dắt nhau góp một bàn tay khiêm nhường, khối óc nhỏ nhoi, trong mọi nỗ lực chung, dưới mọi hình thức, chỉ để mong một ngày an bình hạnh phúc thực sự trở về trên đất mẹ. Trên con đường đó, từ trong nước chúng tôi vốn không có cơ may trang bị được những tư tưởng hiểu biết chính trị, thì ở hải ngoại, chúng tôi lại càng lạc lõng hơn trong bối cảnh xảy đàn tan nghé của cộng đồng người Việt tị nạn. Nhưng may mắn thay, trong sự mày mò tự đi tìm cho mình một con đường, chúng tôi đã tìm gặp được một ánh lửa soi, là di sản quý báu mà giáo sư để lại, là tinh anh kết tụ từ sự tận tụy hy sinh của giáo sư suốt cả đời người cho đến hơi thở cuối cùng cho đại cuộc. Chúng tôi đã tìm thấy được gì qua tấm gương sáng của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy? Thưa, đó là các đức tính, nhân, tâm và trí của ông, là hành trang của những người yêu nước chân chính trên con đường phục vụ cho quê hương và dân tộc. Với tính nhân rộng lớn, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã chọn lý tưởng phục vụ đất nước đặt trên nền tảng dân bản, lấy dân làm gốc cho mọi quốc gia, cho một quốc gia, là kỷ cương, là mức đến cho mọi hoạt động chính trị. Sự cống hiến vô giá của giáo sư Huy trên đường phục vụ là trí. Với sự uyên bác và thông suốt của một học giả, giáo sư đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú về học thuật, biên khảo, sách báo và sự giảng huấn của ông về luật khoa chính trị học, với hội bảo giúp cho các thế hệ hậu bối trang bị kiến thức, tránh được những sai lầm tai hại của lịch sử để xây dựng lại một đất nước Việt Nam thực sự độc lập, tự do và tự chủ. Nhưng vượt lên trên cả nhân và trí là cái tâm dũng mãnh của ông, yêu nước son sắt và vô ngã, vô úy, là sức mạnh để giúp ông tận tụy, kiên trì với hoài bão của mình, hy sinh cuộc sống riêng tư, không màng danh lợi, chống chọi với cơn bệnh để phục vụ đất nước cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã nằm xuống, nhưng tinh thần của giáo sư đã thắp sáng niềm tin vững chắc cho thế hệ hậu bối của chúng tôi, là Tổ quốc Việt Nam, từ thời lập quốc đến nay, thế hệ nào cũng có người Việt yêu nước chân chính và tài đức. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Di sản của giáo sư để lại là hành trang cho chúng tôi và thế hệ tương lai, hàng hàng lớp lớp tiếp nối con đường giáo sư và tiền nhân đã đi, với hướng đến là một quê mẹ Việt Nam thực sự an bình, hạnh phúc, một đất nước Việt Nam toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, văn hóa dân tộc, một thể chế dân bản, khai phóng, không nô lệ cho chủ nghĩa, giáo điều, để một Tổ quốc Việt Nam thực sự độc lập và phú cường trong cộng đồng thế giới tự do, nhân bản và tiến bộ, và để cho thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta được tìm lại một niềm tự hào dân tộc, ngẩng cao đầu là người gốc Việt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 4 lễ tưởng niệm 30 năm ngày giỗ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Từ Vancouver, Canada, cô Như Tuyết là một người trẻ tị nạn, đã không hề được gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhưng đã tìm biết và ngưỡng mộ, mong có dịp được lên tiếng. Xin mời cô. Dạ, thưa Tuyết biết giáo sư lúc ông đã mất rồi, và Tuyết biết qua những người đi trước có cho Tuyết một vài cái tài liệu, thì là đặc biệt là cái tập thơ Hồn Việt của ông và cái bài thơ mà Tuyết
thích nhất là cái bài Dám Sống. Và tôi thấy đây là một cái người mà tôi nghĩ là có một nhân cách rất hoàn hảo. Cuộc đời của giáo sư Huy á, với mình nghĩ á, đầu tiên á, mà đọc hết tập thơ thì tôi nghĩ ông phải là một thiền sư, thì hơn là nhà chánh trị, vì ông không có gì cả, là một người hoàn toàn vô sản và đã hiến cả cái đời mình cho đất nước. Thì cái đó là cái mà tuyết rất là thích, tự vì cái người mà không danh không lợi thì ý chí người đó mới thanh cao. Là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, cô Destiny Nguyễn luôn tích cực góp mặt khắp nơi qua phương tiện truyền thông. Từ thành phố Richmond, Destiny đã cố gắng thu xếp để về đây với chúng ta ngày hôm nay. Xin mời cô Destiny. Kính thưa toàn thể quý vị, thật là một vinh dự cho chúng tôi, thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, được đến đây tham dự và chia sẻ cảm tưởng về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một chính trị gia lỗi lạc, một nhà trí thức uyên bác của miền Nam Việt Nam. Cũng một duyên tình cờ, khi đi tìm hiểu về cuộc đời của giáo sư Huy, tôi mới biết rằng gia đình chúng tôi cũng có cùng nguyên quán với ông. Điều này làm cho tôi thật có nhiều thiện cảm với giáo sư Huy. Tôi tìm hiểu và đọc những tác phẩm của ông. Có thể nói rằng tôi đứng đây nói mà không cần đọc giấy để nói về giáo sư Huy. Theo như tài liệu mà chúng tôi đi tìm hiểu, thì ngược dòng lịch sử Việt Nam cách đây gần 6 thập niên, chủ trương của giáo sư Huy đã thu hút được nhiều thành phần yêu nước lúc bấy giờ. Đó là đấu tranh ôn hòa và dùng lá phiếu để làm sức mạnh chính trị. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhận thấy rằng chỉ có chủ thuyết dân tộc sinh tồn là cứu cánh, có thể đưa dân tộc Việt Nam thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài. Chủ thuyết dân tộc sinh tồn là dân tộc phải tự giải quyết lấy vấn đề sinh tồn. Mà muốn sinh tồn thì phải có đức tự tin, tự cường và phải tự tìm phương cách để cứu lấy quốc gia. Tinh thần quốc gia là nền tảng duy nhất để bảo tồn dân tộc và gìn giữ bờ cõi. Một trong những di sản mà giáo sư Huy để lại cho thế hệ sau, đó là một tầm nhìn sâu rộng về chính trị, được thể hiện qua những tác phẩm nghiên cứu như Dân tộc sinh tồn, Quốc triều hình luật, mà thế hệ hậu duệ chúng tôi cần đọc và cần giới thiệu cho nhiều người cùng đọc, đặc biệt là tài liệu nghiên cứu lịch sử về quốc kỳ, quốc ca Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi về sự tranh đấu cho sự trường tồn của quốc gia dân tộc. Dù ở trong nước hay ra đến hải ngoại, ông vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Một câu nói của ông mà tôi không có quên được, đó là ông nói dù cho có được làm lại cuộc đời từ đầu, mà hoàn cảnh Việt Nam không khác gì hoàn cảnh tôi đã trải qua, thì tôi sẽ làm như tôi đã làm. Là một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vì sự cống hiến cho đất nước cho đến hơi thở cuối cùng của ông. Chúng tôi mong rằng những gương sáng của giáo sư Huy sẽ là ngọn lửa soi đường cho bao thế hệ người con Việt Nam khắp nơi cùng nhau đoàn kết và vĩnh viễn mang lại sự tự do, độc lập và phú cường cho quê hương Việt Nam. Xin nguyện hương hồn của giáo sư Huy và hương hồn của bao liệt vị anh hùng dân tộc sớm phù hộ cho hậu thế để có được sức mạnh và nghị lực để đi tiếp con đường mà các vị đã đi. Tôi đọc qua bài thơ Anh hùng vô danh của ông. 8 câu thơ làm cho tôi nhớ nhất.
xin được mang ra đây để tri ân những vị anh hùng Việt Nam. Tuy công nghiệp không ghi dần trong sổ sách, tuy bản vàng đi chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc giữa trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật, nhưng máu họ đã lẻn vào mạch đất, thịt cộng xương trộn lẫn với non sông, và anh hùng chung một tấm tinh trung đã hòa huyện làm linh hồn giống Việt. Chúng tôi xin được đại diện cho hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, dù trong hoàn cảnh đại dịch và những bất ổn về dân sự cũng như chính trị tại Hoa Kỳ, đã có một buổi lễ tưởng niệm giáo sư Huy thật trang trọng. Một lần nữa, xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu, cũng từ Đức Quốc xa xôi, một người trẻ sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, đã sớm ấp ủ lý tưởng tự do, sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, để rồi bị trấn áp, tù tội, phải tị nạn lưu vong. Chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhân tưởng niệm 30 năm ngày mất của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thì tôi có đôi lời phát biểu về cảm tưởng của mình. Thưa quý cô bác anh chị, cách đây cũng đúng 30 năm, khi tôi ở Đông Đức, tôi đã lĩnh hội được tư tưởng dân chủ và trở về Việt Nam, thì cũng là lúc giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời. Sau này, khi có mạng Internet, thì tôi bắt đầu vào mạng Internet để tìm kiếm các cái tác phẩm về chính trị để giúp cho mình đọc, hiểu và nâng cao lý luận cũng như nhận thức của mình về chính trị. Thì tôi đã tìm kiếm được các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng như thân thế sự nghiệp của ông. Thì tôi coi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một tấm gương rất là sáng, bởi vì suốt cả cuộc đời hoạt động chính trị của ông đã không ngừng nghỉ, ông đã thành lập cũng như tham gia nhiều tổ chức đảng phái chính trị, và ông đã cống hiến những sự hiểu biết cũng như thân thế của mình cho sự nghiệp chính trị cho đến giây phút cuối đời. Có thể nói, các tác phẩm, những bài viết, những nhận định của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã giúp cho tôi có được chìa khóa để tôi nghiên cứu về các chủ thuyết khác nhau, cũng như tôi có các bài viết, cũng như những nhận định sắc sảo về tính chính trị ở tại Việt Nam. Trong đó có một câu của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy mà tôi rất là thích, tôi xin được trích như sau. Ngay cả trong trường hợp người lãnh đạo của một dân tộc có được lý tưởng mà họ cho là cao đẹp, nhưng họ lại sử dụng sức mạnh, quyền lực của mình để cưỡng bách dân tộc mình hay dân tộc khác làm theo để đạt được cái mà họ cho là tốt đẹp, thì họ cũng chỉ gây ra sự đau khổ cho nhân dân. Câu nói này hoàn toàn rất là chí lý và phù hợp với chính những gì đang xảy ra trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam họ cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin của họ là lý tưởng cao đẹp, nhưng họ lại dùng sức mạnh, quyền lực chính trị của họ để ép buộc cả dân tộc này, nô dịch cả dân tộc trong suốt 75 năm qua để đạt được cái mà họ cho là tốt đẹp. Nhưng kết quả cuối cùng, họ đã gây ra sự đau khổ cho nhân dân và dân tộc Việt Nam trong suốt 75 năm. Và tôi tin rằng những bài viết, tác phẩm cũng như thân thế, sự nghiệp của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ là tấm gương, là bài học cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay ở trong cũng như ngoài nước đang tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Và tôi cũng hy vọng rằng sau khi Việt Nam có được tự do dân chủ, thì thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ được tiếp tục giảng dạy ở trong các trường chính trị tại Việt Nam. Tôi xin kính chúc thân nhân, gia đình của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sức khỏe, cũng như chúc các bạn bè, bạn hữu của giáo sư sức khỏe. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị tiếp tục theo dõi lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vào tuần tới, phần 5 và phần 6. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.